Em có đợt chạy test ngân sách 200k thì ngon, nghĩ ok cho sản xuất, xong cuối cùng bán đồng nát. Úi xồ, 200.000 thì em kết luận được cái gì em ơi? 200.000 không kết luận được cái gì cả. Cho nên test sản phẩm mà test chỉ 200.000 thôi thì không ăn thua. Nếu mà ví dụ như là em có một mã ngon mà em đang chạy 200.000, em thấy là ổn, em tăng lên 500.000, em chạy ít nhất trong vòng 3 đến 5 ngày hoặc một tuần luôn đi, là thấy nó sấp mặt luôn, chưa chắc nó đã ngon được đâu, đôi khi bán được 1-2 ngày thôi. Cho nên là chúng ta phải hết sức là bình tĩnh và kiểm soát được cái cảm xúc, đừng có vội, vội là dễ sấp mặt lắm. Các bạn phải để ý cho tôi là sản phẩm thứ nhất là mét rẻ là một phần. Các bạn test sản phẩm ví dụ ở trên Facebook đi, các bạn thấy chi phí quảng cáo rẻ, rất là thấp đúng không ạ, đồng nghĩa việc là rất nhiều người quan tâm đến sản phẩm các bạn, thích thú với sản phẩm các bạn. Nhưng cái thứ hai đó là tỷ lệ chốt sale, tỷ lệ chốt có cao không đúng không ạ, tỷ lệ chốt mà thấp thì rõ ràng là chưa chắc đã là ổn, đôi khi nó do các bạn chốt kém nữa. Thế nhưng mà thường ấy, các bạn mà biết một chút về chốt sale rồi thì các bạn sẽ thấy là nếu mà sản phẩm ngon các bạn chốt nó sẽ dễ hơn rất nhiều, chốt nó không quá vất vả. Thế mà bây giờ mà chạy mà thấy chốt vất vả thì cũng phải xem xét. Mà cái tiếp theo nữa là biến thời gian các bạn chạy, phải nếu mà ví dụ như là chạy khoảng tầm 2-3 ngày thì chưa chắc nó đã ngon đâu, chạy một tuần đi cho nó biết tay nhau. Và các bạn lấy hàng rất là ít thôi, tính toán thế nào để đủ bán được trong 5 ngày đến một tuần thôi, để có gì thì chúng ta vẫn còn làm lại được nhé các bạn nhé. Test không cần test ngân sách cao nhưng mà thời gian nó phải dài ra. Ngân sách nhỏ cũng được, bởi test ngân sách nhỏ nó là khá là an toàn, nhưng mà thời gian nó dài ra một chút và số lượng hàng đừng có ôm nhiều. Hình dung vào này không ạ?